Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu là Công đoàn Giáo dục huyện Phù Cừ đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của đội ngũ giáo viên. Cô giáo Bùi Thị Quyến, giáo viên môn ngữ văn và lịch sử ở trường trung học cơ sở Phù Cừ, là một trong những giáo viên luôn đi đầu đổi mới phương pháp dạy học. Là cô giáo trẻ tâm huyết với nghề, cô luôn trăn trở làm sao để học sinh tiếp thu bài được tốt nhất, tăng tính chủ động và trải nghiệm cho học sinh. Đến nay, cô Quyến đã có hàng chục sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện và cấp tỉnh được ứng dụng vào giảng dạy. Vừa qua, cô vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Trong các năm học qua thì gần như năm nào tôi cũng viết những cái sáng kiến để tích lũy những cái kinh nghiệm của bản thân mình phục vụ trong cái quá trình dạy và học, cũng như là nhằm phổ biến rộng hơn đối với bạn bè đồng nghiệp. Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng trường trung học cơ sở Minh Tiến luôn được đánh giá là điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của huyện. Hàng năm, trường đều tổ chức các cuộc thi về chuyên môn, thi sáng tạo đồ dùng dạy học, khuyến khích các giáo viên thiết kế bài giảng e-learning trên máy tính. Mỗi năm, trường có trên 10 sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào trong giảng dạy. Đặc biệt, công đoàn nhà trường luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ giáo viên để yên tâm công tác. Năm học vừa qua, trường đã được nhận bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong dạy và học. Hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt học tốt do công đoàn ngành phát động, trong năm học qua, trường trung học cơ sở Minh Tiến chúng tôi đã tích cực thi đua thầy dạy tốt, trò học chăm, được giáo viên nhiệt tình hưởng ứng. Những năm qua, Công đoàn Giáo dục huyện Phù Cừ luôn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo bằng việc thi đua dạy tốt, học tốt. Từ năm 2015 đến nay, toàn ngành đã có hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tiễn. Đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Mỗi năm, huyện có từ 6 đến 8 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và tương đương. Phòng giáo dục đào tạo cũng phát động các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thi giáo viên dạy giỏi này, các cấp này, các cuộc giao lưu ví dụ như là giao lưu tiếng Anh này, hoặc giao ban chuyên môn hàng tháng này, rồi thực hiện các cái chuyên đề, trong đó đặc biệt là các chuyên đề luôn luôn hướng tới cái việc đổi mới cái phương pháp và kỹ thuật dạy học, có nhiều đãi ngộ. Ví dụ như là chẳng hạn các thầy các cô khuyến khích thầy cô tham gia các cuộc thi, các thầy cô đều có quyền lợi như được tăng lương sớm. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ giáo viên trong huyện, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng với truyền thống của quê hương, lưỡng quốc, trạng nguyên phồn chân. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực triển khai chương trình Mái ấm công đoàn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, giúp công nhân, viên chức, người lao động được sống trong những ngôi nhà khang trang, yên tâm lao động sản xuất. Chị Đào Thị Hạnh ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên là giáo viên trường mầm non xã Phương Triều. Chị có chồng làm nghề tự do, thu nhập thấp. Một con bị bệnh tim bẩm sinh. Trước đây gia đình chị sống trong căn nhà chật hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 35 triệu đồng cùng với sự trợ giúp của anh em họ hàng. Chị đã xây dựng được ngôi nhà mới, khang trang, rộng khoảng 70m². Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn nhà trường cũng đã trao tặng chị một số đồ dùng thiết yếu để phục vụ sinh hoạt. Các cấp lãnh đạo quan tâm đến khi hỗ trợ tiền để xây nhà đấy, thì từ ngày có ngôi nhà mới thì gia đình rất là vui mừng. Đây cũng là nguồn động lực lớn giúp cho gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống. Giống như chị Hạnh, anh Nguyễn Văn Trung, đoàn viên công đoàn công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xây lắp xã Tục Chân, huyện Phù Cừ, cũng thuộc diện khó khăn, cần hỗ trợ về nhà ở. Anh rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn, giúp anh có mái nhà khang trang, ấm áp, nghĩa tình. Vợ chồng với con cái là tôi thì ở trong một cái căn nhà cấp 4, nó xuống cấp rất là trầm trọng. Đến mùa mưa bão thì nó ẩm thấp, rồi nó rột nát. Công đoàn các cấp đã hỗ trợ vợ chồng tôi xây được cái căn nhà, thì tôi cũng vô cùng là xúc động.
Từ năm 2009 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét hỗ trợ cho 113 trường hợp đoàn viên công đoàn sửa chữa xây nhà mới. Mức hỗ trợ xây mới là 35 triệu đồng một nhà, sửa chữa là 20 triệu đồng một nhà. Đây là tình cảm của giai cấp công nhân trong tỉnh dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.